Vũ Khắc Tiệp nhã hàng biệt thự siêu sang mới, thế nào mà khiến Ngọc Trinh đã có nhà 40 tỷ vẫn muốn dọn vào ở? Nhắc tới Vũ Khắc Tiệp, không thể không kể đến những chuyến du lịch xa hoa cùng khối tài sản cách xù khiến nhiều người phải suýt xoa. Tuy nhiên, ngoài những khối tài sản từng được anh chia sẻ trên trang cá nhân, mới đây Vũ Khắc Tiệp tiếp tục khiến khán giả phải trầm trồ khi hé lộ bản vẽ căn biệt thự mới vừa sang trọng vừa bề thế tại thành phố Hồ Chí Minh. Có thể thấy, ngoài không gian được thiết kế trang trọng, nguy nga như một tòa lâu đài, biệt thự còn tọa lạc tại vị trí đắc địa có view nhìn thẳng ra sông. Đặc biệt, Vũ Khắc Tiệp còn nhắn nhủ Ngọc Trinh rằng, có muốn cùng anh sống tại ngôi nhà nhỏ này không? Ngay lập tức, anh đã nhận được câu trả lời từ nữ hoàng nội y. Muốn lắm luôn á. Phải chăng độ nguy nga của căn biệt thự này đã khiến Ngọc Trinh muốn tạm biệt căn nhà 40 tỷ của mình để sống cùng Vũ Khắc Tiệp đây? Yeah.